Anh chàng này đang chơi trò ghép hình và vứt lung tung thế kìa. Cô gái này đặt trúng chắc đau lắm đó. Không chỉ anh thì không được mà. Cô ta lấy đất sét đỏ đắp lên chân, xếp hình lên đất sét, rồi tô màu và cho màu thực phẩm lên trên. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, đừng vứt đồ chơi lung tung nữa. Cô gái này đang muốn làm một kiểu tóc mới. Có điều thợ cắt tóc này hơi phân tâm một chút, thế nên đã cạo đi hẳn lông mày của cô rồi. Làm sao để sửa sai đây? Đúng là tiệm tóc không như lời đồn. Sáng rồi, dậy đi nào em yêu. Ôi, mới sáng sớm gặp quỷ rồi, ghê quá. Đây chỉ là những ngón tay giả thôi mà anh ơi. Cô làm anh tức thật rồi đó. Trước khi ngủ cũng không quên đắp mặt nạ dưỡng da nhé. Anh chàng này thì thấy thật phiền. Hôn nhau tình cảm trước khi ngủ cái nào. Làm anh giật cả mình, theo phản xạ tung đầu thôi. Sao anh đối xử với tôi như vậy chứ? Xin lỗi người ta đi anh ạ. Cặp đôi này đang đi dạo công viên, và cô gái muốn uống nước. Và đó là cơ hội cho cô gái bày trò trêu bạn trai mình. Ôi, chui vô bụi cây chi cho bị gái đâm vậy? Thương cô gái quá à. Thương cho chàng trai thì đúng hơn. Trên tay cô gái là con chuột giả to và bự. Nhưng bạn cô đã phát hiện ra âm mưu đó rồi. Cô gái này thì đang rất tự tin với trò chơi của mình. Chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng kêu cứu? Chạy vào mà thấy cái đầu treo lủng lẳng là không ổn rồi. Cái này gọi là lấy độc trị độc nha. Cô gái đang tự sướng. Làm sao để có vòng ba căng tròn đấy? Đơn giản thôi, dùng bóng bay nhét vào là được nhé. Giờ thì cô tha hồ chụp hình khoe vòng ba. Cô bạn không tin bạn mình vòng ba to đến thế. Là giả thì không phải thật, mà thật thì đâu có sợ. Cô gái mượn đồ vũ móng tay của bạn mình để ở trong tủ á, cứ qua lấy là thấy. Ôi, tôi cần vũ móng đâu cần thứ này. Hóa ra đó là trò đùa của cô bạn. Thì ra cô ta chuẩn bị hai bức ma và cho vào hộc tủ bàn trang điểm. Cô gái nằm ngủ nhìn không đẹp tí nào. Vô tình bạn cô phát hiện cứng ngủ khó đỡ của cô. Ngay lập tức cô ta tìm cách trêu bạn mình ngay. Ôi, cái đầu gối đâu rồi? Cô
ta vẫn chưa biết mình đang tỉnh hay mơ. Giờ chắc tỉnh rồi. Vừa tỉnh vừa sợ nữa đó. Lần đầu hẹn hò nên cô gái có chút hồi hộp. Anh bạn có quà cho cô đây. Ôi, quà này ai mà dám nhận chứ. Đó là vết thương giả thôi mà. Bạn cắt hộp quà như hướng dẫn, cho bông vào rồi đậy nắp lại là xong. Đã tối rồi mà cô này vẫn buông dưa lê trên điện thoại. Và điều này thật không vui. Như bạn đang cố ngủ phải không? Để xem nào. Còn khán giả và giấy sạc điện thoại. Một chúng lại biết đâu rồi để đó. Nói chuyện nhiều nên hết đi rồi. Phải sạc thôi. Và thế là anh ta đã đuổi được cô ta đi. Cô gái trang điểm đẹp để đi gặp người yêu. Ôi xong má hồng của tôi rồi. Trận chiến này khó mà tránh khỏi được. Tớ khổ tâm quá cậu ơi. Bạn bơi màu thực phẩm vào miếng bọt biển trang điểm. Cô gái ăn kem thật ngon lành. Mà cô ta thì chẳng chia sẻ cho ai đâu. Thế mà ghét. Phải cho cô ta bài học mới được. Cho cuộn lõi giấy vệ sinh vào nước làm mềm. Tạo hình rồi trét bơ đậu phộng bên ngoài. Đặt nó lên trên bàn và chờ đợi. Cô ta nhìn thấy thì đâu còn dám ăn thứ gì nữa chứ. Ăn xong pizza thì tay bẩn lắm. Cũng may cô gái có nước rửa tay sát khuẩn. Giờ đến lượt tay cô ta bẩn. Có vấn đề xảy ra rồi. Cô ta lại bị anh chàng trêu rồi. Thay nước rửa tay bằng slap là xong. Anh chàng đang đóng lại đinh để trêu ảnh. Tiếng ồn làm cô gái khó chịu. Cô ta đi rồi kìa. Hả? Và đó là cơ hội cho anh bày trò đó. Giống hệt cây đinh xuyên qua điện thoại vậy. Anh nói chuyện hả? Đóng đinh vào điện thoại. Cũng may, đó chỉ là trò đùa. Cắt cây đinh làm hai và dán vào miếng dán màn hình. Nhìn giống như màn hình bị hỏng vậy. Hạnh phúc nhất là khi được đếm tiền. Dù mất một đồng xu vẫn phải kiếm cho bạn được. Và đau đớn nhất khi đang kiếm tiền mà bị trêu. Cô gái đeo con rách giả lên tay, dùng tóc che lại để không ai phát hiện. Và cố tình vén tóc làm bạn trai thấy. Chỉ là đồ giả thôi anh yêu.